cho các bạn. Chúng mà các bạn là cái bao giá thể trồng sen đá xương rồng Soul Mix, thì khi mình mở ra thì mình cảm thấy rất là ok. Thì họ chọn rất là nhiều đá, một ít đất thôi. Đây là đất nè, đất hữu cơ. Và đá, các loại đá này thì trồng sen đá xương rồng thì tuyệt vời. Thì mình cũng có chơi kiển lá nè các bạn. Thì mình thấy cái này chơi kiển, mà trồng kiển lá thì cũng rất là ổn, rất là ok. Thì đây là cái phần mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu mà các bạn nào không có thời gian mà để trộn á, thì sử dụng cái loại này rất là ok.